Những đại tướng tài ba nhất lịch sử Trung Hoa phần 1. Lịch sử Trung Hoa được ghi dấu bằng những trận chiến ác liệt đánh đổ một triều đại, làm nên nhà nước mới và giúp xuất hiện những vị tướng tài giỏi mà mãi đến tận ngày nay người đời vẫn gọi tên. Họ không chỉ có võ nghệ cao cường mà còn có tài trí siêu phàm khiến hậu thế khâm phục. Sơn Triệu Tử Long. Triệu Vân, tên tự là Tử Long, sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Trường Sơn, hiện nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược. Trong năm 192, Triệu Vân được xếp dưới quyền trực thuộc của Lưu Bị. Trước đó, Tử Long chỉ là bộ tướng của Công Tôn Toàn, giữ chức phiêu kỵ tướng quân. Lưu Bị có vài nghìn kỵ binh và Triệu Vân được điều đến trong hàng ngũ này. Từ đó, Triệu Vân quan hệ rất gắn bó với Lưu Bị, về sau theo phò Lưu Bị. Năm 208, Lưu Bị giao tranh với Tào Tháo thất bại và bị đuổi chạy qua Trường Bản. Trong trận Trường Bản thì Triệu Vân đã liều mạng sống để bảo vệ gia quyến Lưu Bị, cứu được con trai Lưu Bị là Lưu Thiện, tức A Đẩu, tạo nên điển tích Tử Long một ngựa cứu chúa nổi tiếng đến ngày nay. Sau đại chiến Xích Bích, Triệu Vân góp công lớn giúp Lưu Bị giành được phần Nam Kinh Châu và trở thành một trong những tướng lĩnh quan trọng trong lực lượng Lưu Bị, được phong chức đại tướng quân. Khi Lưu Bị dẫn quân vào Ích Châu, nay là tỉnh Tứ Xuyên, ông đã giao cho Triệu Vân phòng thủ căn cứ chính ở Công An, bây giờ thuộc tỉnh Hồ Bắc với tư cách lưu dẫn tử mã. Sau đó, Triệu Vân theo Gia Cát Lượng và Trương Phi vào thuộc. Triệu Vân tự dẫn quân độc lập, hành quân qua Giang Châu và Kiến Vi tới Thành Đô, giúp Lưu Bị chiếm được Thành Đô. Khi Lưu Thiện lên ngôi năm 223, ông được phong Trinh Nam tướng quân và phong Vĩnh Trang đỉnh hầu, sau đó lại được phong Trấn Đông tướng quân. Năm 227, Triệu Vân khi đó là tướng quân đứng đầu đội quân nước Thục, theo Gia Cát Lượng dẫn quân lên Hán Trung trong cuộc Bắc phạt lần thứ nhất. Mùa xuân năm sau, ông được lệnh hành quân qua Tả Cốc làm nghi binh cho quân chủ lực. Phải chống chọi với binh lực mạnh hơn nhiều của đại tướng Ngụy là Tào Chân, Triệu Vân đã phòng thủ thành công và dẫn quân rút lui an toàn. Ông lại được phong làm Định Quân tướng quân. Năm Kiến Hưng thứ 6, tức năm 228, Triệu Vân dẫn quân hỗ trợ Gia Cát Lượng tiến đánh Quan Trung. Tuy lúc này tuổi đã cao, nhưng Triệu Vân vẫn hết sức dũng mãnh quyết chiến với quân địch, rút quân về được Hán Trung, năm sau thì mất. Tần Quỳnh, danh tướng đầu thời nhà Đường. Đại tướng Vũ Dũng uy danh vang dội một thời là một nhân vật truyền kỳ có thể lấy thủ cấp trong hàng vạn quân địch như lấy đồ vật trong túi. Trong 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên Cát, Tần Quỳnh xếp thứ 11. Tần Quỳnh tự là Thúc Bảo, người Tề Châu Lịch Thành. Cha của Tần Quỳnh từng là Vương Lục Sự tham quân thời Bắc Tề. Trong những năm nhà Tùy xây dựng đại nghiệp, Tần Quỳnh đi theo tướng nhà Tùy Lai Hộ Nhi vì ông có chí hướng cao xa và dũng mạnh kiên cường nên được coi trọng. Cuối thời kỳ nhà Đường, thiên hạ hỗn loạn, nghĩa quân khởi nghĩa, Tần Quỳnh đi theo tướng nhà Tùy Tề quận quận thừa Trương Tu Đà, giao chiến với thủ lĩnh nghĩa quân Lưu Minh Nguyệt tại Hạ Bi. Tần Quỳnh và La Sĩ Tín dựa vào chí dũng của mình, dẫn hàng nghìn người tập kích quân doanh đối phương, bảo vệ rất nhiều người và ngựa an toàn tháo lui. Sau khi Trương Tu Đà chết, ông dẫn tàn quân đi theo Bùi Nhân Cơ, sau này cùng Bùi Nhân Cơ đầu hàng thủ lĩnh nghĩa quân Lý Mật. Sau này, Lý Mật thất bại, Tần Quỳnh được tướng nhà Tùy Vương Thế Sung thu nạp. Vì bất mãn với sự gian xảo của Vương Thế Sung, liền cùng Trình Xảo Kim rời bỏ Vương Thế Sung đầu hàng Lý Uyên và đi theo Tần Vương Lý Thế Dân. Sau đó trấn áp nghĩa quân Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, Lưu Hắc Đát, cống hiến nhiều công sức vì sự thành lập của nhà Đường, được Tần Vương Lý Thế Dân tin dùng. Ông có võ công cao cường, trợ giúp cho con họ Lý thành lập Đại Đường, trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Khi nội bộ nhà Đường lục đục, trong sự kiện Huyền Võ Môn chi biến, ông kiên quyết đứng về phía Lý Thế Dân, cùng giết chết Thái tử Kiến Thành và Tể Vương Nguyên Cát, dọn đường cho Lý Thế Dân lên ngôi vua. Sau này, Tần Quỳnh mắc phải nhiều bệnh tật. Đến năm thứ 12 Trinh Quan năm 638, ông qua đời. Quan Vân Trường, đời đời trung nghĩa. Khi Lưu Bị, Gia Cát Lượng tiến vào Thục, Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu. Sau khi Lưu Bị giành lấy Hán Trung, Quan Vũ thừa thế Bắc phạt Tào Ngụy, từng dùng nước sông nhấn chìm quân Tào, bắt Vu Cấm, trảm Bàng Đức, uy trấn Họa Hạ. Tào Tháo sợ tới mức chút nữa rời đô tránh né, nhưng do Đông Ngô đánh lén Kinh Châu, Quan Vũ bại trận và bị hại. Quan Vũ là quan thánh đế quân, có lẽ là võ tướng nổi tiếng nhất Trung Quốc. Dù chưa phải là đại tướng có thành tích quân sự xuất sắc, Quan Vũ vẫn được nhìn nhận là một danh tướng có nhiều chiến công ưu tú. Điển tích vượt năm ải chém 6 tướng tuy chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng việc chém danh tướng Nhan Lương của Ngụy là một chiến công được chứng thực. Năm 208, Tào Tháo huy động lực lượng hàng triệu binh sĩ tấn công Kinh Châu nhằm đuổi cùng diệt tận thế lực của Lưu Bị.
Quan Vũ nhận nhiệm vụ chỉ huy thủy quân của Lưu Kỳ, con trai Kinh Châu, Mục Lưu Biểu, hỗ trợ Lưu Bị chạy thoát. Năm 219, Quan Vũ đánh bại Tảo Nhân, khiến Vu Cấm quy hàng, dùng kế chém Bằng Đức, danh tiếng của ông trở nên lẫy lừng. Mặc dù vậy, quan văn trưởng phạm vào đại kỵ của nhà binh là kiêu ngạo, khiến ông để mất Kinh Châu và bị Lữ Mông bắt sống ở phía bắc Mạch Thành. Tôn Quyền dụ hàng ông không được nên đã giết Quan Vũ. Năm 1614, vua Minh Thần Tông đã chính thức hóa ngôi vị thần thánh của Quan Vũ khi sắc phong danh tướng này thành Hiệp Thiên Hộ Quốc Trung Nghĩa Đế, gia phong Tam Giới Phục Ma Đại Đế, Thần Uy Viễn Trấn, Thiên Tôn Quan Thánh Đế Quân. Thậm chí, sự tôn sùng đối với Quan Vũ còn trở thành mốt trong cung đình nhà Minh vào khoảng năm 1621 đến năm 1627, khi có ghi chép trong cung dựng hai tượng quan đế, một lớn một nhỏ. Năm 1652, vua Thuận Trị phong Quan Vũ thành Trung Nghĩa Thần Võ Quan Thánh Đại Đế. Đến năm 1760, vua Cản Long lại phong thành Trung Nghĩa Thần Dũng Quan Thánh Đại Đế. Và đến năm 1769, tiếp tục đổi thành Linh Hữu Trung Nghĩa Thần Võ Quan Thánh Đại Đế. Đến thời điểm này, Quan Vũ đã chính thức được nâng lên thành Võ Thánh và võ miếu của ông đã được sánh ngang với văn miếu thờ Khổng Tử. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Phi tướng quân Lý Quảng là một trong những danh tướng nổi tiếng nhất trong thơ cổ. Lý Quảng anh dũng thiện chiến, khiến quân giặc phải khiếp sợ, do đó ông có biệt danh là Phi tướng quân. Theo ghi chép trong bộ sử ký của Tư Mã Thiên thì Lý Quảng là con cháu của Lão Tử và là tổ tiên của các vị vua nhà Đường. Theo Hán Văn Đế, Lý Quảng đã làm tướng, thời Hán Cảnh Đế đã cùng Chu Á Phu dẹp loạn 7 nước, lập được công lớn. Hán Cảnh Đế còn cử ông làm thái thú thượng quận, trị sở nay ở Đông Nam Du Lâm, Thiểm Tây. Năm 165 trước công nguyên, Hùng Nô mở cuộc tiến công lớn vào biên giới, Lý Quảng tướng quân ra trận, lập chiến công, được phong Trung Lang tướng. Ông là người hiền lành ít nói, nhưng có dũng, có mưu, kiêu dũng, thiện chiến, xung trận chém tướng, uy vĩ một thời, đến mức Hán Văn Đế từng cảm thán, nếu Lý Quảng sống ở thời Hán Cao Tổ giành thiên hạ, phong vạn hộ hầu chỉ là chuyện nhỏ. Đời đầu Hán Cảnh Đế, Lý Quảng làm đô úy Lũng Tây, lúc này nảy sinh việc thất quốc chi loạn do Ngô Vương Lưu Tị cầm đầu. Lý Quảng cùng thái úy Chu Á Phủ tiến công liên quân Ngô Sở, ông giành cờ chém tướng oai phong lừng lẫy. Quân Sở Ngô bao vây nước Lương chặt chẽ, nhờ Lý Quảng, nước Lương đổi nguy thành yên, ông được vua Lương trao tặng ấn tướng quân. Lý Quảng không hiểu việc đời, thản nhiên tiếp nhận. Sau khi dẹp yên phản loạn, khi luận công ban thưởng, Lý Quảng do việc nhận ấn tướng quân của nước Lương đã chọc tức quan sứ triều đình, không được một chút khen thưởng gì. Không lâu sau, Lý Quảng chuyển làm thái thú Thượng Cốc, sau đó ông còn được cử làm thái thú cả quận bên cạnh, tiếp tục qua Lũng Tây, Bắc Địa, Nhạn Môn, Đại Quận, Vân Trung làm thái thú, ở đâu cũng nổi tiếng dũng cảm thiện chiến, nhưng vẫn không được phong thưởng. Lý Quảng trong đời đã vô số lần ra trận. Trong trận đánh ở Mã Ấp, Lý Quảng bị quân địch bắt sống. Do quý trọng Lý Quảng anh dũng, người Hung Nô không giết mà áp giải ông về. Lợi dụng sơ hở, Lý Quảng phi thân lên mình ngựa, chạy về doanh trại quân Hán. Nhưng ông bị định tội vì làm mất quân, bản thân lại bị bắt, suýt bị chém. Sau đem công bù tội, bị phế làm thứ nhân. Vệ Thanh, thường thắng tướng quân. Vệ Thanh là tướng lĩnh có công lao to lớn trong việc bảo vệ lãnh thổ phía Bắc nhà Hán và là tướng quân nổi tiếng thường thắng trong lịch sử Trung Quốc. Vệ Thanh xuất thân nghèo hèn, cha ông là người hầu hạ trong nhà Bình Dương Hầu Tảo Thọ. Khi lớn lên, Vệ Thanh đi chăn ngựa cho Bình Dương Hầu. Sau đó, chị của Vệ Thanh là Vương Tử Phu được tuyển làm cung phi, được Hán Vũ Đế sủng ái nên ông dần dần được hiển quý. Vào năm Lý Quảng bị quân Hung Nô bắt và trốn được về, trong 4 đội quân Hán thì 3 đội bị thất bại, chỉ có Vệ Thanh đánh thắng được phong làm quan nội hầu, sau đó lại liên tiếp đánh thắng Hung Nô, lập nhiều chiến công. Vệ Thanh cầm quân trong một thời gian dài, nhưng ông không bao giờ nghĩ đến quyền lực của mình. Kết quả là không một ai nghi sợ ông và cũng không ai đố kỵ với ông. Vệ Thanh đã thu phục và sáp nhập vùng đất Hà Sáo của Hung Nô, đánh bại hoàn toàn quân của Hữu Hiển Vương. Ông đã mở ra chương mới trong lịch sử chống quân Hung Nô, 7 lần đánh, 7 lần đại thắng, không thua một trận nào. Tuy nhiên, dường như Tư Mã Thiên không mấy có thiện cảm với Vệ Thanh. Trong sử ký Vệ Tướng Quân Phiêu Kỵ Tướng Quân liệt truyện, Tư Mã Thiên cho rằng Vệ Thanh vốn dĩ là ngoại thích, xuất thân thấp hèn, là đứa con không chính thống, chỉ nhờ vào thế lực của Hoàng hậu mà được trọng dụng. Thậm chí còn miêu tả ông như một con người có tác phong mềm yếu và không đánh giá cao chiến công của ông.
nhiều tướng lĩnh nổi danh đời sau như Tào Trương, đời Tam Quốc, con trai Tào Tháo, Lý Tĩnh, đời nhà Đường, hay Nhạc Phi, Tông Trạch, Tô Tuấn, đời nhà Tống, Thích Kế Quang, đời nhà Minh đều đánh giá cao về công lao, tài năng cầm quân và phẩm chất của Vệ Thành. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!